Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong tập 225 của Đấu Đế Đại Lục, Tiêu Viêm đang hấp thu sức mạnh của Hỏa Diễm Chi Tâm Bất Diệt Chi Hỏa. Không Lam đã xuất hiện trong đầu Tiêu Viêm chờ giúp tái tạo cơ thể bị đốt cháy. Con Phượng Hoàng giải thích Không Lam từng là một sợi tàn hồn. Cô được Tôn Thường dùng Bất Diệt Chi Hỏa tạo ra, nên vẫn còn tồn tại trong Bất Diệt Chi Hỏa. Chuyển sang tập 226 của Đấu Đế Đại Lục, con Phượng Hoàng cho biết tình trạng cơ thể Tiêu Viêm chết có thể hồi sinh mạnh hơn trước. Nhưng Tiêu Viêm phải dựa vào thời gian hồi sinh nhanh hay chậm theo điều kiện. Về sức mạnh của Bất Diệt Chi Hỏa trong chiến đấu, người nào dính phải lửa bất diệt nguyên khí trong cơ thể sẽ bị Tiêu Viêm hút, khiến đối thủ bị giảm mana nguyên khí trong chiến đấu. Sau đó Tiêu Viêm cho Tử Thần Hư Linh Quyết đang tiến hóa thất bại. Trong cơ thể Tiêu Viêm ngôi sao tinh hải từ 5 vạn đã trở thành 6 vạn 500. Chuyển đến chỗ đám người đấu thần liên minh đang bên ngoài tầng lửa. Lãnh hoài của một số người đã điên lên vì lửa đốt. Hắn nhận định thằng Tiêu Viêm Tiêu Phong đã làm cái gì. Mọi người mau rút lui khỏi tường lửa đợi Tiêu Viêm Tiêu Phong ra ngoài. Hiện tại bên Cổ Viêm Thần Tộc, Thanh Viêm đang chỉ huy sức mạnh của một nhánh nhỏ của Hỏa Diễm Chi Tâm thần đốt bọc khắp người. Hắn đã di chuyển vào tường lửa phát hiện Tiêu Viêm đang ngồi khoanh chân tu luyện. Thanh Viêm hỏi thăm Tiêu Viêm là người của đấu thần liên minh đang tìm Hỏa Diễm Chi Tâm. Tiêu Viêm không từ chối, mình đã có Hỏa Diễm Chi Tâm. Do đó Thanh Viêm xin Tiêu Viêm giao lại Hỏa Diễm Chi Tâm cho Cổ Viêm Thần Tộc, họ sẽ trao đổi vật phẩm cho Tiêu Viêm cần. Tiêu Viêm trình bày cho Hỏa Diễm Chi Tâm bất diệt cho Thanh Viêm thì Thanh Viêm cũng không cầm được. Vì vậy Thanh Viêm xin một trận solo với Tiêu Viêm một trận để lấy Hỏa Diễm Chi Tâm. Tiêu Viêm đấu thần 3 sao trung kỳ có 7.000 ngôi sao tinh hải cho biết sức mạnh của Thanh Viêm đấu thần 3 sao hậu kỳ không phải là đối thủ. Khi Tiêu Viêm nhận được truyền thừa đa xá cổ đế, còn bên Cổ Viêm Thần Tộc có truyền thừa đà xá Thanh Chỉ tộc trưởng. Tiêu Viêm trình bày thật ra chỉ mang tiếng là người đấu thần liên minh mà thôi. Tiêu Viêm đã mang hai Hỏa Diễm Chi Tâm ra khoe, gồm có Bạch Diễm và Phượng Hoàng Bất Diệt trên tay trái và tay phải. Nên Thanh Viêm xin Tiêu Viêm có cách nào có được hai Hỏa Diễm Chi Tâm. Tiêu Viêm không hề nói phét vào mồm điêu, hắn chỉ có thể mượn sức mạnh của hai Hỏa Diễm Chi Tâm, chứ chưa hề điều khiển được. Tiêu Viêm và Thanh Viêm bắt đầu thu thập lưu ly nguyên khí 4 năm 6 màu. Sau đó Tiêu Viêm muốn xin tiền tuổi của Thanh Viêm và lần sau sẽ đến Cổ Viêm Thần Tộc chơi. Dĩ nhiên Thanh Viêm ban đầu không thích Tiêu Viêm là người của đấu thần liên minh, nhưng Tiêu Viêm cho biết khả năng sẽ gia nhập Cổ Viêm Thần Tộc. Thanh Viêm nghe vậy đã quay xe hơn người yêu cũ, mong Tiêu Viêm viết đơn gia nhập. Chỉ cần Tiêu Viêm đến Cổ Viêm Thần Tộc, Thanh Viêm sẽ ra đón tiếp chu đáo. Sau đó Thanh Viêm trở lại chỗ đám người Cổ Viêm Thần Tộc gần sát đấu thần liên minh tổ đôi. Lãnh Hoài điện chủ tầng 6 của đấu thần liên minh đã phi đến dùng tay đánh một chưởng vào vớ vô sắc của em gái của cơ dạ đấu thần liên minh một sao. Bạch Lăng đã phi đến đỡ thay một chưởng phật máu mồm trên. Thì thanh niên Tiêu Viêm Tiêu Phong đã xuất hiện trước mặt mọi người như một vị thần, là điều khiển lửa bất diệt khắp nơi. Lãnh Hoài ra lệnh cho tổ đội đấu thần liên minh vài người của mình tấn công tập thể Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã hỏi thăm sức khỏe hai người Bạch Lăng và Cơ Gia. Bạch Lăng cho biết mình đã liếm được một viên thuốc chữa thương. Còn đám người đi theo Lãnh Hoài thuộc thiên quân của phó binh chủ Kim Vô Gia. Trở lại với đám người, thiên quân chưa thằng nào dám lao lên tấn công vì sợ chết. Do đó Tiêu Viêm Tiêu Phong đang điều khiển lửa xung quanh. Lãnh Hoài và đám người thiên quân có chửi nhau om sòm một trận không thằng nào đánh. Lãnh Hoài đã được Tiêu Viêm điều khiển lửa chữa trị vết thương. Còn đám người thiên quân còn sợ hơn. Tiêu Viêm cho đám người thiên quân một cơ hội sống sót. Nếu đám người thiên quân giết Lãnh Hoài sẽ được trị khỏi bệnh lửa xâm nhập, nên Lãnh Hoài đã xin lỗi Tiêu Viêm có thể tha cho hắn một mạng. Nhưng đám người thiên quân đã vây xung quanh Lãnh Hoài muốn chạy vào hòm. Thủ núi cầm đầu thiên quân chia buồn với Lãnh Hoài. Vì vậy Lãnh Hoài cho biết hắn đã truyền tin lệnh bài về cho phó minh chủ Kim Vô Giá về hành động lần này. Bây giờ hắn chết chuyển sinh kiếp sau sẽ trả thù đám người thủ núi. Lãnh Hoài trên tay cầm hai thanh đao lao vào chém liên tục vào đám người thiên quân. Thủ núi hai cánh tay hóa thành kim cương, hắn đấm một phát vào hai thanh đao của Lãnh Hoài. Lãnh Hoài bay về phía sau ngã xuống mặt đất. Thủ núi dùng tay kim cương lao đến đấm xuống người Lãnh Hoài nổ tung. Trở lại với Bạch Lăng đã hồi phục sức khỏe đang sợ về đấu thần liên minh sẽ bị điều tra nguyên nhân cái chết của Lãnh Hoài điện chủ tầng 6. Vì vậy Tiêu Viêm đã đưa ra bằng chứng đám người thiên quân giết không cần lo. Hiện tại trên bãi chiến trường Lãnh Hoài đã bị đấm chảy máu khắp ngay. Hắn vẫn đang muốn cùng đám người thiên quân hợp sức với đánh Tiêu Viêm Tiêu Phong, nhưng thủ núi chịu thôi khi đang bị dính độc lửa. Lúc này Lãnh Hoài phi đến chỗ Tiêu Viêm cầm hai đao sử dụng tu la luyện khí, làm mất đi tuổi thọ nhưng phát chém sẽ mạnh hơn. Tiêu Viêm điều khiển lửa bất diệt chi hỏa tạo ra vài trăm quả bom hỏa liên dung hợp thành hỏa quyên.
Còn trên mắt Tiêu Viêm dùng độc ký rượu băng bắn một luồng ánh sáng vào Lãnh Hoài, khiến Lãnh Hoài bị mù tạm thời. Tiêu Viêm dùng hỏa quyền đấm vào Lãnh Hoài bay về phía sau gãy mấy trăm cái cây. Vì vậy khiến đám người thủ núi của Thiên Quân thấy sức mạnh của Tiêu Viêm không hề đơn giản. Bây giờ Tiêu Viêm không giết Lãnh Hoài mà ra lệnh cho đám người Thiên Quân ra tay. Cảm ơn anh em đã xem hết video.